các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay trên đường mình về nhà đó anh em, thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em một cái vấn đề mà mình nghĩ là một vấn đề đó là cũng của bản thân mình, nhưng mà mình nghĩ là cũng hiện tại cũng rất là nhiều anh em mà gặp những cái tình trạng giống như mình. Đó là những gì mà chúng ta phải trải qua trong cái mùa dịch này anh em, những gì mà chúng ta phải đối mặt với nó, những thay đổi của chúng ta trong cái mùa dịch này. Thì như anh em biết á, thì cái mùa dịch này ở nước ta nó hiện tại thì nó cũng đang bùng phát khá là nhiều nơi đó anh em, và Sài Gòn cũng như là những cái tỉnh ở dưới miền Tây của mình đó thì giãn cách xã hội cũng hơn vài tháng nay rồi. Và với cái tình trạng hiện tại đó, thì như các bạn đã biết đó, thì qua những cái gì mà trải qua đó, thì như các bạn biết đó là chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều thứ. Từ khi dịch xảy ra chúng ta phải đối mặt với những ảnh hưởng từ công việc và những cái ảnh hưởng về mặt tinh thần của chúng ta nữa đó các bạn. Giống như mình thì mình nghĩ là rất nhiều anh em biker cũng như mình thôi, đó là chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta giải trí, là bọn mình xả stress bằng cách mình đi xe ngoài đường, mình đi tour, mình đi, nói chung cái cảm giác mà được lái xe á, chỉ những anh em và thích thú chỉ những anh em thật sự là biker, những anh em mà đam mê mới có thể đồng cảm được thôi các bạn. Nhưng mà từ lúc mà Sài Gòn và những tỉnh với mình thực hiện giãn cách đến nay á, thì anh em mình đối cái việc mà lái xe ra đường đối với anh em mình rất là khó khăn và rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến, thậm chí nhiều khi ảnh hưởng đến mình và cộng đồng nữa. Cho nên từ lúc dịch đến giờ, từ lúc giãn cách xã hội đến giờ mình cũng rất là hạn chế đó anh em, áp lực đủ thứ từ vật chất đến tinh thần. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cảm giác và những cái mà mình vượt qua trong cái mùa giãn cách vừa qua. Cái khoảng thời gian đầu khi mà vừa giãn cách xã hội đó anh em, thì thật sự mình rất là cái kiểu chạy, anh ấy quẹo mà anh ấy chạy ghê vãi. Anh em nhớ lưu ý nha, khi mà mình quẹo ngã ba như thế á, thì anh em một mình thấy rất là nhiều người luôn đó anh em quẹo ngang ngã ba vào bên tay trái mà cứ ôm sát mình cái lề phải của bên tay trái không à, rất là nguy hiểm luôn đó anh em. Mình thấy rất là nhiều người cứ nghĩ đi, họ đi vậy là an toàn, nhưng mà thay vì đó họ cứ dừng ở bên, ví dụ ở đây mình quẹo trái nè, mình sẽ đi mẫu cho anh em xem nha. Đây mình sẽ giảm chậm, giảm tốc độ lại nè. Đây nhìn bên trái không có xe thì mình phải đi thẳng qua bên len của mình luôn, thẳng qua bên đây mình nó quẹo qua đó. Còn thanh niên nãy là quẹo sát bên lề bên đây luôn đó anh em, vì với những xe đi ngược chiều như bên đây xuôi xuống thì nó lại rất nguy hiểm đó. Nhưng mà từ lúc giãn cách đó là mình không ra đường, suốt ngày chỉ ở nhà làm việc. Mình thì mình làm online đó anh em, mình cũng là cái nghề của mình cũng là freelancer, cho nên mình làm online tại nhà, thì công việc của mình nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều chứ không phải là không ảnh hưởng đâu anh em. Mặc dù làm online nhưng mà cái kinh tế nó sẽ không còn ổn như là trước dịch rồi, công việc thì ảnh hưởng rồi, mình phải ở nhà, mình không được ra đường thì nó rất là stress. Nhưng mà khoảng một tuần đầu thôi anh em, một tuần đầu mình cảm thấy rất là gối, tại vì như cái đồng hồ sinh học của mình nó thay đổi luôn, suốt ngày ở nhà và mình bị thiếu được cái kỷ luật của bản thân nè. Quan trọng là mình thiếu được cái kỷ luật anh em, và mình không có dám đối diện, mình không có tin là mình không có dám đối diện với sự thật là mình phải thay đổi lại cái đồng hồ sinh hoạt của mình. Lúc đấy mình thức khuya dậy trễ đó anh em, nói chung là cuộc sống rất là tiêu cực. Thì khoảng một tuần đầu thôi em, đến cái tuần thứ hai thì mình mới chấn chỉnh lại, rồi mình mới kiểu mà control cái bản thân của mình lại, và mình đã kỷ luật hơn ở nhà. Thì mình nghĩ là cái điều đó là những cái vấn đề lớn nhất mà anh em, rất có nhiều anh em gặp phải, đó chính là khi về nhà, khi anh em bị giãn cách đó, thì mình nghĩ ai cũng vậy. Cái vấn đề kỷ luật rất là quan trọng đó anh em, thì nó giúp cho anh em kiểm soát được cuộc sống của anh em tốt hơn.
cái khoảng thời gian đầu á thì có thể khi mà vừa giãn cách em thì anh em mình sống mình buông thả ra, mình cảm giác như à mình tận hưởng đó là một những cái ngày mà nghỉ lễ dài hạn của mình đi. Nhưng mà sau khi mình nghỉ lễ, mình nghỉ quá nhiều đi anh em, thí dụ mình nghỉ chỉ 3 ngày hay được thì mình nghỉ một tuần đến một tháng á, thì nó mình cảm thấy bản thân của mình nó bị trì trệ ra đó anh em, bản thân mình nó lười nhác hẳn ra luôn. Và lúc đấy anh em sẽ thấy là được rằng một điều á, là những cái cuộc sống mình không còn kiểm soát được nữa. Nhiều người gọi đó là tự do nhưng không phải đâu anh em, thực sự kỷ luật mới là tự do. Tại vì anh em có kỷ luật, anh em kỷ luật cái bản thân thì những cái con mình kỷ luật cái bản thân của mình dậy sớm nè, mình làm việc, mình hoàn thành những cái list công việc của mình đưa ra thì khi công việc của mình kỷ luật mình hoàn thành hết trong ngày anh em thì mình cảm thấy tự do, là mình điều khiển được cuộc sống của mình. Và khi mình làm hết những cái việc mà mình hoàn thành anh em thì mình có nhiều thời gian hơn. Lúc khi mình hoàn thành hết rồi thì mình có thể mình giải trí ở cái khoảng thời gian mà mình đã kêu ha, sau khi hoàn thành rồi cảm giác nó rất phê, rất đã. Còn khi mà mình những công việc của mình nó còn một đống ra mà mình không hoàn thành gì cả, mình cứ đè mình xịt giả xả chết mình đi chơi không á, thì lúc đấy á mình xả chết không có còn thoải mái nên em mà cảm thấy nặng nề, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy là rất là trách móc bản thân mình đó. Thì cái điều mà quan trọng là muốn chia sẻ với anh em đó chính là sự kỷ luật. Một số anh em thì có thể là không có làm online giống như mình, thì như đã có nhiều bạn là chia sẻ rồi thì anh em phải tận dụng cái dịp nghỉ sẵn cách giãn cách hội này, anh em có thể học một cái gì đó, như là học một loại nhạc cụ nè, học một loại ngôn ngữ, anh em học bất cứ điều gì, học thêm Photoshop hay là học thêm bất cứ một cái mảng nào mà anh em còn thiếu sót. Tại vì kiến thức của mình nó hữu hạn đó các bạn, kiến thức của mình nó nhỏ bé lắm. Mình các bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này, các bạn học đăng ký và các bạn lên học online, học bất cứ gì đó khoảng một tháng hay là vài tháng sau khi hết giãn cách rồi, thì lúc đó các bạn đã trang bị cho mình thêm một cái kỹ năng trong cuộc sống này. Do đó nếu khoảng thời gian này á, các bạn mà suy nghĩ tiêu cực nè, các bạn mất đi những định hướng cuộc sống này á, thì sau khi hết giãn cách á, thì các bạn sẽ quay trở lại con người cũ của bạn trước đây, các bạn không thay đổi. Mình cũng biết là có nhiều cái hoàn cảnh đó là rất là khổ hơn hoàn cảnh của mình rất là nhiều. Cũng có một số bạn, một số người công nhân bị mất việc, và cũng ở trọ như mình thôi nhưng bị mất việc làm, không có việc làm rồi đủ thứ chi phí trên sinh hoạt vẫn phải đóng, thì rất là nhiều áp lực đó anh em. Nhưng mà các bạn hãy xem đây là một cái khoảng thời gian để mà mình có cái khoảng thời gian để mình tự nhìn nhận lại bản thân của mình, những cái mà mình thất bại, mình là phải gấp phải đó anh em. Đây là cái khoảng thời gian mà các bạn không được suy nghĩ tiêu cực nhiều quá, các bạn phải suy nghĩ tích cực lên. Tại vì có thể đây là một thất bại, nhưng một thất bại này á nó cũng sẽ tiếp nối cho một cái sự khởi đầu mới. Do đó để mà mình đối diện được với cái thực trạng hiện tại thì các bạn quan trọng nhất là mình phải suy nghĩ cho tích cực. Tại vì dịch cái nào nó cũng vậy các bạn, nó có sinh có diệt. Cái Covid này nó hình thành lên thì chắc chắn một ngày nữa nó cũng sẽ mất đi thôi. Và quan trọng là trong cái khoảng thời gian mình chờ đợi đến khi mà nó được trị khỏi hoàn toàn á, thì mình phải tranh thủ khoảng thời gian này mình gọt giũa lại bản thân của mình, mình nhìn nhận lại chính bản thân của mình. Các bạn phải để ý một điều rằng là các bạn nhớ tập luyện thể thao, rèn giũa bản thân mình cho thật là tốt nha. Mình phải tập luyện cho cơ thể mình thật là khỏe mạnh thì mình mới chống lại được cái con dịch Covid này đó anh em. Rồi
vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra xem video này của mình. Hy vọng là những bạn mà đang gặp cái tình trạng khó khăn cả về vật chất và tinh thần thì các bạn sẽ sớm lấy đi được động lực, có được những suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống, để mà mình nghĩ chắc khoảng một thời gian ngắn nữa thôi thì đất nước mình rồi cũng sẽ dập tắt được dịch thôi. Tại vì những cái dấu hiệu khả quan là mình đang nhà nước mình đang tích cực tiêm vaccine cho người dân rất là nhiều. Cho nên các bạn nhớ cố gắng nha, cố gắng mình ở nhà mình phải bảo vệ chính bản thân mình cũng như bảo vệ cho cộng đồng, và gọt giũa bản thân mình để mà khi hết dịch rồi á thì chúng mình lại buông xỏ, và có thể là lúc đấy là mình đã học thêm được nhiều cái kiến thức mới và cái bản thân của mình cũng sẽ được rèn giũa nhiều hơn. Rồi vậy thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đây tới ngã ba này, ngã ba hồi chiều mà anh kia anh bẹo mà ngay chân lên phải này. Thường ngã ba này mình đi á chậm lại đó, cứ đi qua bên lên bên phải này luôn.